Trực tiếp nữ Việt Nam với Nepal nhận định trước trận Thanh Nhã ra quân, đè bẹp đối thủ không được tay. Đội tuyển nữ Việt Nam tham dự ASEAN 2023 với lực lượng nòng cốt là đội hình vừa tranh tài World Cup nữ 2023. Tuy nhiên, vì huấn luyện viên Mai Đức Chung không có sự phục vụ của Trương Thị Kiều và Huỳnh Như, đặc biệt sự vắng mặt của Huỳnh Như để lại những khoảng trống rất lớn. Điều này buộc ông Mai Đức Chung cần phải đưa ra một số cầu thủ trẻ trong đội hình để thay thế. Tại ASEAN 2023, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Bangladesh và Nepal. Theo thể thức của môn bóng đá nữ, 5 đội đầu bảng và 3 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng bán kết. Ngoài Nhật Bản, hai đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam là Nepal và Bangladesh đang được bị đánh giá là yếu hơn. Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Nepal đứng 101, Bangladesh 142, đội tuyển nữ Việt Nam thì vượt trội hơn. Do Nhật Bản là đội bóng số 1 châu Á nên trên bảng xếp hạng mạnh hơn nhiều so với phần còn lại của bóng đá nữ, nên mục tiêu của chúng ta là vị trí nhì bảng. Trước khi lên đường sang Trung Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với chuyến tập dài ngày tại Hải Phòng. Đội quân của ông Mai Đức Chung có 6 trận giao hữu với 5 đội bóng nam, cựu lão tướng của Hải Phòng và một trận đấu với đội tuyển nữ Hồng Kông và chúng ta đã thắng tỷ số là 2-1. Ở trận giao quân bảng D, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Nepal, đối thủ kém 68 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Xét về mọi mặt, Nepal chắc chắn không thể là đối thủ xứng tầm của đội tuyển nữ Việt Nam. Thế nên trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, ông Mai Đức Chung có thể tạo cơ hội, đội hình ra sân thì không phải là mạnh nhất. Ngoài ra, cuộc chạm trán với Nepal cũng là cơ hội để đội tuyển Việt Nam có những sự thử nghiệm nhằm chạy đà. Đội tuyển nữ Nepal thì không phải là đối thủ xa lạ của đội tuyển Việt Nam. Hồi tháng 4, thầy trò ông Mai Đức Chung cũng đã có 2 trận đấu với Nepal ở vòng loại Olympic. Kết quả, đội tuyển nữ Việt Nam thắng Nepal với tổng số 7-0 sau 2 lượt trận. Điều này cho thấy khoảng cách khá lớn về trình độ của hai đội. Như đã phân tích ở trên, đội tuyển nữ Việt Nam cần phải tận dụng 2 trận gặp Nepal và Bangladesh để tích lũy điểm số và hiệu số tốt nhằm hướng tới vị trí nhì bảng D, qua đó giành quyền đi tiếp. Một chiến thắng với tỷ số đậm trong ngày giao quân trước Nepal là điều mà Hải Yến cùng với đồng đội đang hướng. Đến với kỳ Á vận hội lần này, Hải Yến cùng với Thanh Nhã sẽ gánh trọng trách là ghi bàn thay cho tiền đạo số 1 Huỳnh Như. Tôi hy vọng có thể cùng với toàn đội vượt qua vòng bảng một cách xuất sắc. Trước đây, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã từng gặp đội tuyển Nepal 2 lần tại vòng loại Olympic vào tháng 4 vừa qua. Bản thân tôi và các đồng đội cũng không chủ quan và đánh giá cao đối thủ. Các cầu thủ của đội tuyển Nepal có thể lực dồi dào, vì vậy chúng tôi cần tập trung. Chúng tôi có một chút áp lực nhưng đó là quyết tâm, làm gương cho các em trẻ. Đội trưởng Hải Yến chia sẻ. Nếu vượt qua vòng bảng, các cô gái của đội tuyển Việt Nam sẽ giữ được thành tích của kỳ Á vận hội trước đó. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam là vị trí thứ 4 ở ASEAN 19. Ở giải đấu lần này, đội tuyển nữ Việt Nam có sự góp mặt của nhiều cầu thủ trẻ. Ở trên sân, bản thân tôi và các đàn chị đi trước thì thường xuyên động viên các em trẻ, nhắc nhở lẫn nhau để tập trung. Chúng tôi sẽ thi đấu quyết tâm. Đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đã chia sẻ. Chia sẻ thêm thì ông Mai Đức Chung cho biết, tôi muốn cải tiến và thay đổi lực lượng của đội tuyển nữ. Tôi đã nói rằng, chúng ta phải luôn có những cầu thủ trẻ trong đội hình, trông chờ vào những cầu thủ lớn chỉ là việc trước mắt. Còn về lâu dài, chúng ta phải có lực lượng kế cận. Rất tiếc khi Huỳnh Như vắng mặt nhưng đây là niềm vinh dự của Huỳnh Như và bóng đá Việt Nam khi mà có cầu thủ ra nước ngoài thi đấu và được đội bóng giữ lại. Chúng tôi sẽ có những thay đổi về vị trí và đây cũng là cơ hội để cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình, phát huy được điểm mạnh và cố gắng hết sức để thay đàn chị. Toàn đội đã tìm hiểu kỹ về trận gặp đối thủ với Nhật Bản và Nepal Bangladesh. Đội tuyển nữ Nhật Bản lần này mang đội hình trẻ nhưng trình độ của họ vẫn tốt hơn. Với Nepal, chúng ta gặp họ ở vòng loại thứ 2 Olympic 2024, thắng cả 2 lượt trận đi và về. Nhưng chúng ta không được chủ quan vì đội bạn có sức khỏe. Tôi đánh giá cao tiềm năng và đặc biệt là tiền đạo cắm của họ. Cô ấy chạy rất nhanh, rất khỏe. Còn với Bangladesh thì chúng ta chưa từng gặp đối thủ này, nhưng mà ban huấn luyện cũng đã yêu cầu để cung cấp về những màn hình. Ông Mai Đức Chung cũng đánh giá, đội tuyển nữ Việt Nam thì phải phát huy tinh thần ở World Cup nữ 2023, tuyệt đối không chủ quan. Mục đích cuối cùng là cố gắng từng trận một tiến sâu nhất có thể tại ASEAN 19. Hy vọng truyền thông, người hâm mộ sẽ luôn ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam. Khi vào trận chính thức, tôi sẽ có đội hình mạnh nhất để ra sân. Dù đội hình hiện tại đã ổn định nhưng có thể sẽ thay đổi vì chuyên môn thì không thể nói trước được. Cầu thủ trẻ thì có thể bị chấn thương hoặc là không đạt được phong độ cao thì cần phải thay đổi vị trí đá. Nhưng các cầu thủ sẽ quyết tâm rất cao và thi đấu nỗ lực hết mình. Để chuẩn bị cho ASEAN 19, thầy trò ông Mai Đức Chung cũng đã tập huấn hơn một tháng trước khi kỳ đại hội diễn ra. Đội tuyển nữ Việt Nam đang được VFF và câu lạc bộ Hải Phòng
tạo điều kiện tập huấn tại Hải Phòng trong 21 ngày thi đấu 6 trận, trong đó 5 trận giữa bóng đá nam và cựu đấu tướng của Hải Phòng và một trận đấu kín. Qua đây, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã đánh giá và sàng lọc chọn ra đội hình tốt nhất. Mặc dù trong năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam liên tục tập trung và thi đấu ở các giải khác nhau, ông Chung khẳng định ban huấn luyện đã có sự tính toán để cầu thủ không bị mệt mỏi do vận động nhiều. Sau ASEAN, toàn đội sẽ được nghỉ ngơi ít nhất một tuần để hồi phục thể lực, thư giãn, giúp các cầu thủ có được phong độ tốt nhất trong những lần tập trung sau. Sau đó, chúng ta sẽ bước vào một giải đấu với tầm quan trọng không kém gì vòng loại World Cup, đó chính là vòng loại Olympic 2024. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 vào cuối năm nay. Kết quả bốc thăm đưa Huỳnh Như với đồng đội đã rơi vào trận đấu bảng C cùng với đội tuyển nữ Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ. Để lọt vào vòng loại 3, thì đội tuyển Việt Nam cần phải giành ngôi đầu bảng hoặc là đội nhì bảng. Trận đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11. Ba đội nhất bảng cùng với đội nhì xuất sắc sẽ lọt tiếp vào vòng 3. Ở vòng đấu này, bốn đội được chia thành hai cặp đấu với thể thức lượt đi lượt về để chọn ra hai đại diện châu Á góp mặt tại Olympic Paris. Trên lý thuyết, việc tham dự Olympic thì còn khó hơn với số lần tham dự World Cup. Nhưng ở thành tích trong giai đoạn hoàng kim, những thành tích quần tuyệt bóng đá nữ Việt Nam được ví như là những cơn sóng đến nhanh và qua nhanh. Thầy trò ông Mai Đức Chung dường như chỉ đạt được sự quan tâm nhờ thành tích đó. Bóng đá nữ thì cần phải được đầu tư nhiều hơn. Đây là giá trị bền vững để đóng góp tạo ra những tấm vé World Cup tiếp theo. Đội tuyển nữ Việt Nam từng được tung hô sau bàn thắng trước Đức sau loạt trận giao hữu trước World Cup, nhưng cơn mưa lời khen đã xuất hiện sau trận trước đội tuyển Mỹ. Rồi mọi thứ cũng dần nguội lạnh sau những màn trình diễn vượt trước Bồ Đào Nha và Hà Lan. World Cup 2023 khép lại với đội tuyển nữ Việt Nam và giờ đây là lúc thầy trò ông Mai Đức Chung bắt đầu hành trình để tạo nên những cơn sóng mới. Ở cả ASEAN 19 hay là vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, thế hệ của Thanh Nhã, Hà Linh, Thu Thường, Vạn Sự đã trưởng thành hơn khi được đôn lên đội tuyển quốc gia xen kẽ với đàn chị. Ông Mai Đức Chung thì cũng đang có nhiều sự lựa chọn tiềm năng, đặc biệt ở đội U20 Việt Nam vừa giành vé vòng chung kết U20 châu Á 2024, đó là Bảo Trâm, Nhật Lan từng được đôn lên ở đội tuyển quốc gia. Và cho đến khi ban huấn luyện đã thấy được đội tuyển nữ sẵn sàng cho những gương mặt mới. Ngày 22 tháng 9, trận đấu giao quân của đội tuyển nữ Việt Nam rất quan trọng để ban huấn luyện có những đánh giá và bố trí sắp xếp cho đội hình thời gian vừa qua, đồng thời cũng sẽ là cơ hội để cho các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng của mình trên đấu trường quốc tế.